Chào mừng các bạn đến với kênh Food and Travel The World. Kênh chúng tôi luôn cập nhật món ăn ngon mỗi ngày. Xin chào mọi người. Rồi, mời mọi người cùng mình vô bếp làm vịt kho gừng nha mọi người. Hôm nay mình nấu vịt kho gừng ăn cơm. Ở đây mình mua được nửa con vịt với lại có được củ gừng. Rồi giờ mình lấy tỏi mình băm cái mình để vô trong chảo mình phi thơm nha mọi người. Rồi đây mình có mấy củ tỏi và mình băm nhuyễn ra. Rồi mình băm tỏi xong, giờ cái chảo mình nóng rồi mình để dầu vô. Để dầu vô cái mình cho tỏi vô phi cho thơm. Rồi mình có cho miếng gừng vô mình cháy luôn cho nó thơm, giờ nó vàng rồi cái mình để vịt vô. Mình để vịt vô rồi mình xào lên cho nó săn vịt lại nha. Rồi giờ vịt mình nó săn lại mình để nước màu vô nha mọi người. Đảo đều lên. Rồi sau khi đảo đều rồi giờ mình để vô đây nước, cho vô nước với nước. Mình hầm cho nó mềm chút. Giờ mình nấu cho nó mềm chút cái rồi mình nêm gia vị vô luôn. Rồi sau một hồi rồi vịt mình nó sôi rồi, giờ mình nêm gia vị vô. Đây, bột ngọt. Đây là muỗng đường, muỗng gử đường đi. Rồi. Cho vô đây hai giác mắm. Giá gửi đi mặn chấm gạo với dưa leo rồi ăn. Bây giờ mình cho nó để cho nó thấm gia vị ha. Mình để gừng vô luôn, đây có sắc miếng gừng, để gừng vô luôn thấm ngon. Cho sôi lên chừng vài phút nữa nha mọi người. Rồi nó sôi rồi, giờ nó chín rồi mình nêm lại cái rồi tắt bếp. Rồi vừa ăn rồi nha mọi người, giờ mình tắt bếp. Xin chào tạm biệt mọi người, hôm nay là mình làm món vịt kho gừng xong rồi nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Xin chào.